Ui. Ủa, quá trời luôn này. Đây nó nhảy lên sao ta? Cá này giống cá ấy về kho này, thấy không? À, à. Nhảy lên anh ơi. Nhảy, ê. À. Cá lên quá trời luôn. Này bắt cái hai cá tí nữa cái này mình nướng đi hắc ơi. Con này tiền nướng ngon á. Khó đầy luôn này. Mà cầm cái này về khó tiêu đúng bài luôn đúng à. Hắc. Cá này xả cái ván đầu cuối sao mà nước lên quá trời. Ủa, nó ấy từ kia sao ta? À, thì nó lên từ dưới. À, đấy có cái nước cá lôi ngược dòng các bạn. Quá trời quá đất luôn. Đây. Cá này khó tiêu ngon lắm này hắc nghe. Khó tiêu á. Đây. Đây, quá trời luôn này. Ui dồi, chạy này. Chào bọn bát à. Đây, mình xả cái ván đầu cuối tưới này, cá lên. Ui dồi, nhiều hắc ấy. Cá lên này các bạn ơi. Lôi ngược dòng lên đây. Ui dồi, nằm này. Cá đây các bạn. Nhiều. Xả cái ván đầu cuối nữa cơ. Theo ngược dòng lên. Bụng lên. Cho thong, cho thong. Thong được anh Một tô mê miên môi thong nó múc á. Có hóm á. Thì chết đà đi dương áng. Ui dồ. Hôm nay sáng ra rồi. Được lọc rồi này các bạn này. Cả nó bụng lên quát rồi quả đất luôn. Được thắng không bạn? Đâu này nhiều hắn này, đi theo mày rảnh đi. Nó nhảy lên trên bờ á, ở trong cái cuộn ở đây nó nhảy lên trên bờ hết này. Ừ. Khả năng là trong cái vùng này là cũng nhiều này hắn này. Ờ thì ở đây nhặt mỗi cái bờ cỏ kia nó nhảy lên này anh này. Kỳ cục. Tiền đấy chứ đâu các bạn. Tiền đấy chứ đâu. Kiếm 50 ngàn rồi. Nhiều đấy là như đấy ở Việt Nam mà bán nhiêu đấy chắc phải cả 50 ngàn, 100 ngàn thì hắc. Có phải gì có cá này ăn đâu. Cái này vừa về khó tiêu ấy. Đấy. Lượm 5 phút chưa được 5 phút nha các bạn. Được một cái báo cá này rồi. Kiếm tiền ở Campuchia kiếm tiền dễ lắm. Như đấy có 50 ngàn nữa. Chưa được 5 phút đã có 50 ngàn. Làm chi ra? Mà chưa hết đâu nha. Con nữa. Đi này, chắp đi, đã chốt. Đấy. Đó, con nhảy lên cái hành quả này. Quả trời ấy. Nhảy lên bờ kìa. Đây. Đó. Cá bay. Đây. Cá bay. Đây. Bác. Đây. Rớt. Chắp đã chốt. Cái này giờ chịu khó lấy cái gì múc ra là bắt của nhiều lắm hắc này à. Đó, ok. Nạn gom nhiều quá trời luôn ạ. Chắc có phải lắp lên ăn á. Đây có cả kiếm cả to là. Bây giờ hồi nào mình nhảy xong mình xả bán đầu cuối tí cho nó chảy em. Rồi tí nó lên lại mình bắt tiếp. Khả năng là giúp nó mới lớn này nào này. Bật thật tích đi hôn chẳng hôn làng. Ừ. Đi đấy là đi hụt cá chứ không phải đi bắt cá đâu. Là đi hụt cá nhá. Này chiên giòn. Thank you.
cá nó lôi theo cái dòng nước lên này các bạn. Ở dưới kia có cái đập. Rồi cái dòng nước chảy cá lôi ngược dòng. Cá lôi ngược dòng là cá sống này. Cá lôi ngược dòng là cá sống nha các bạn. Cá nó xuôi dòng là cá chết. Tại vì cá đấy mà xuôi dòng thì mấy ông kia ông bỏ lưới dưới kia hết rồi, đường nào cũng chết à. Lưới chăn hết dưới kia hết rồi mà. Chú cái lăng tí vô thôi. Đã đáy chú. Đã đáy chú cái lăng tí vô chập hơi miên cuốt. Đó. Vào trong cái ống nước này. Đã đáy chú, đã đáy chú. Ở chỗ bạn à. Vây đó, vây do ấy, vây đẹp. Đã, tay em, tay nó tí vô. Kiểu đất nó tự chảy với cá ra thì cái ơi cắt chanh trái với chanh à. Miên miên tí đất bác. Miên miên đó chanh. Đó. Đó. Bây tê. Đây cái con quả trời quả đất dưới đây này. Thật nhiều lắm dưới đây. Đấy. Nè vô. Còn giờ còn một nhúm này là cá không gì đâu này. Cứ bò rô xuống. Lùm thôi, bò rô xuống lùm thôi. Ôi dồi. Bò rô xuống nó lùm thôi nha. Cá này mình về mình khó tiêu đúng không hả? Tiêu lên khó khô lên được. Con này lớn này. Thôi ấn nhìn. Ồ hơi. Ồ miên 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 nó ăn chanh. Ồ con theo cái ống nước ra quá trời quá. Nghe mà cái khô con. Mà cô khăn ông à? Nằm này. Ừ, trong ống nước thì còn nhiều lắm. Vây 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 bẹt bẹt là nó nạt. Vây bẹt là đá đáy chú gió. Gió cầm bật á, miếng cân cầm bật tám. Ừ. Páng một lần bỏ một cái rổ xuống là đầy rồi. 7-8 con à. Bắt cho hết đi em. Thôi nó đã chia ra em lấy nửa cho nó nữa. Em lấy nửa với mà khó. Sáng ra hắc về lọc ra rồi đấy là gặp trúng lọc luôn này các bạn, lọc lá này. Ôi dồ. Ui dồ. Đó. Ui. Rổ nhiều. Chị các bạn. Ăn bay lên bay. Bay bay các bay. Ôi dồ. Ui dồ, ui dồ. Con nằm trong ông được kia rồi. Tính mất rồi. Gió thoáng muối thiết. Đá chỗ không có tiêu gốc. Hơi tích chất trái cốt cái lá. Cho tôi cốt khô. Dương gió tích dương tại áng hay tục thơ mà hô bay á. Vậy tiết nạ. Khăn ông tiết. Vậy tiết. Đó. Ôi. Càng đập càng nhiều. Càng đập vô phía trong càng nhiều. Đồng này. Thôi mạnh đâu. Và đừng bán. Cho mọi việc chanh như dưỡng chặt tiết. Vậy thơ ấy tiết. Trong này còn nhiều lắm. Thôi cái để đó đi. Cho từ từ để bắt thịt cá đấy em. Rồi xả nước ra. Từ từ nó vị thịt cái bầy cá đấy còn nhiều lắm. Còn quá trời quá đất mà lấy cái vùng đấy mà. Trên nó mua mua nữa. Đó. Để cho nó từ nó mau ra. ไปเจนงอดิเลยอืมมีไตรวิลังชราไหนวิลังอยู่ไหนนั่นไงอ่ะอันนี้โฮตโนไปโอ้ยโอ้ยโอ้ย
Xem này. Đấy con hơi bị nhiều á. Em lấy em cầm nhiều đây anh được đấy. Không đổ đá cho nó ít, em lấy cầm cái báo này em cầm về luôn. Đấy đấy, tí nữa cầm về mà khó. Con này nó bắt nãy giờ gần 20 phút rồi mà vẫn chưa hết cá nha các bạn. Nghĩa mà trên môi nổ, rung riết nổ. Nè. Nổ cho nó nấu. Môi trên đầy quá anh ơi. Trong cái ông được nó ra quả trời luôn này. Đến đây khi nóng ní nó vào chỗ đó lụa. Tôi rung một sân nổ. Cho ai cắp đây. Đây gọi là ngôi lùm tiên này, gọi ngôi lùm lúa này. Trong đất dày đặc quá rồi. Trong cái con hắc em lấy que, lấy gió xây muối đá chỗ khăn ông với chanh ngót nà xây á. Đá xây. Thịt thôi con nhưng mà muối cho bán ơi, đừng bán á, những đã tắc cất chanh đâu. Bán ơi, được rồi, trả được giá để đợi bát tiếp nhé các bạn. Đợi cho nước chảy đây nên về cá lại lên tiếp rồi chiều mình lại bát tiếp.